Kết thúc phần 5, Tần Vũ cùng hai huynh đệ là Hầu Phí và Hắc Vũ chia tay người thân tại Tiên Ma yêu giới để phi thăng lên thần giới. Với Tần Vũ, chỉ mất khoảng hơn 5.000 năm đã bước chân lên thần giới, song con đường tu luyện chưa dừng ở đó, mà còn trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt hơn. Trong đó, thử thách khốc liệt nhất chính là cuộc khảo thí khi tham gia cầu hôn nàng thần nữ Khương Lập. Cuối cùng, bằng sức mạnh tình yêu và quyết tâm tu luyện phi thường, Tần Vũ không những lấy được nàng, mà còn sáng lập nên Tần Vũ trụ cho riêng mình, trở thành Tần Mông vũ trụ trưởng khống giả. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của phần 6 nha. Thần giới là một thế giới lục địa rộng lớn vô cùng. Thần giới từ lúc sinh ra đến nay đã trải qua gần 1.200.000 năm. Từ lúc thần giới được sinh ra cho tới bây giờ, từng có không ít thế lực cường thịnh nhất thời, nhưng theo thời gian trôi qua, các thế lực này phần lớn đều bị tan rã, hưng thịnh, suy bại, phảng phất là một quy luật thông thường của thiên địa. Nhưng có 8 thế lực cổ xưa đã phá vỡ quy luật này. Từ lúc thần giới xuất hiện cho tới bây giờ gần 1.200.000 năm này, 8 thế lực cổ này vẫn vĩnh hằng tồn tại. 8 thế lực cổ chính là từ xa xưa truyền lại qua bao thế hệ, là thế lực vĩnh viễn không suy bại, mà các thủ lĩnh của 8 thế lực cổ này được xưng là Thánh Hoàng. 8 đại Thánh Hoàng chính ở thần giới là nhân vật địa vị trí cao. Nói về thực lực, 8 đại Thánh Hoàng đều là cấp bậc thần vương cao thủ, cao hơn nữa chỉ tồn tại trong truyền thuyết là Thiên Tôn. Nói về thế lực, 8 đại Thánh Hoàng không người nào có thể so sánh. Nói về vũ khí, 8 đại Thánh Hoàng có 8 kiện truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo xuất hiện từ thời thần giới. 8 kiện truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo này đều là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Có lẽ chỉ có Thiên Tôn trong truyền thuyết sở hữu Thiên Tôn Linh Bảo mới có thể dùng lực áp chế được bọn họ. Thực lực, thế lực, vũ khí, tất cả đều chiếm hết ưu thế. 8 đại Thánh Hoàng này địa vị chí tôn đã được khẳng định không cần nhiều lời. 8 đại Thánh Hoàng đều tự chiếm cứ một phương. Trong 8 đại Thánh Hoàng có Đông Cực Thánh Hoàng, địa bàn ở thần giới thuộc đông bộ khu vực Phi Thăng Trì, chính là nơi mà người từ hạ giới phi thăng lên thần giới sẽ xuất hiện tại đây. Cả thần giới số lượng phi thăng trì cố định, ước tính có gần 800 phi thăng trì. Phi thăng trì chính là khi thần giới sinh ra đã có, không thể phá hủy, vĩnh hằng tồn tại. Có một cố sự đã phát sinh tại thần giới đông bộ khu vực trong một phi thăng trì. Thần giới đông bộ khu vực bên cạnh phi thăng trì có 10 tên chiến sĩ mặc chiến giáp, theo lịch vừa vặn đến phiên tiểu đội bọn họ, cho nên bọn họ phải ở tại bên cạnh phi thăng trì canh giữ đúng 1.000 năm. 1.000 năm sau sẽ có một tiểu đội khác đến đổi chỗ. Giờ phút này, 10 tên chiến sĩ này đang nhàm chán đàm luận. Mấy năm mới có thể gặp được một phi thăng giả, chúng ta phải ở tại đây khổ sở chờ đợi. Loại cuộc sống như thế này thật nhàm chán quá đi. Oài, đội trưởng, nghe nói người sắp thăng chức, muốn thành trung đội trưởng à? Một thanh niên cao gầy quay về phía người trung niên bên cạnh nói. Ta cũng nghe nói, trong một lần khi một đại đội của chúng ta ra ngoài truy sát một yêu thú lợi hại bất ngờ gặp phải nghĩ chiều đáng sợ đó. Cả đại đội 1.000 người hoàn toàn không còn một ai. Cái này thảm à. Một tráng niên hán tử khác cảm thán thở dài. Lần này thành chủ tu bổ biên chế, triệu tập tân binh vào quân đội, đội trưởng bị đề đạt làm trung đội trưởng trung đội đó. Nhắc đến nghĩ chiều, ai, trừ phi đạt tới thiên thần cảnh giới, nếu không đối mặt với nghĩ chiều nghiêng trời lệnh đất đó, hừ hừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng kia lắc đầu nói. Đội trưởng, ngươi đang được thăng lên trung đội trưởng, tân thủy cũng được tăng lên nhiều a, tân thủy 1.000 năm cũng được nhiều. Một nữ tử đẹp nhất trong tiểu đội dò hỏi. Thần giới quân đội chiêu binh căn bản không phân biệt giới tính, chỉ nhìn thực lực, tiểu đội nho nhỏ này có đến 4 người là nữ. Nhiều ư, ha ha, đúng. Nói đến điều này, người đội trưởng này cũng lộ ra nụ cười. Vào lúc đó, bên cạnh tiểu đội này không xa là phi thăng trì, vũ khí bất ngờ bắt đầu chuyển động, vũ khí màu trắng không ngừng hỗn loạn, nhất thời cả 10 người trong tiểu đội này ngưng đàm luận. Có phi thăng giả, nữ chiến sĩ tóc dài có chút hưng phấn, vũ khí màu trắng quay cuồng biên độ càng lúc càng lớn, phảng phất như có một con dao long trong phi thăng trì đang quay cuồng. Phi thăng trì phạm vi gần 100 mét, phạm vi vũ khí đang quay cuồng không ngờ bao trùm cả phi thăng trì. Phi thăng giả không ngờ không chỉ có một, cũng không chỉ là hai, nhiều lắm. Thần giới tiểu đội trưởng dù có kinh nghiệm nhưng ánh mắt sáng ngời. Nhất thời 10 binh linh này đều bắt đầu hưng phấn. Một lúc mà nhận nhiều phi thăng giả như vậy, ngay cả thần giới sự tình như vậy cũng phi thường hiếm gặp. Bình thường mấy năm mới có phi thăng giả, khả năng có nhiều phi thăng giả đồng thời phi thăng rất ít đến mức chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Phòng chừng 1.000.000 năm cũng không có một lần xảy ra. Đối với một tiểu đội này mà nói, liền một lúc nhận được đồng thời nhiều phi thăng giả như vậy, điều này ít nhất cũng có thể coi như là sự tình đáng giá trong cả đời bọn họ. Theo làn sương trắng quay cuồng, chỉ thấy vài thân ảnh đột ngột xuất hiện trong màn sương. Suy, suy. Một cỗ kim sắc năng lượng trong suốt có thể nhìn thấy được vọt đến phi thăng trì. Mỗi một cỗ kim sắc năng lượng vừa vặn tiến vào trong cơ thể một người. Tổng cộng có 5 đạo kim sắc năng lượng, 5 phi thăng giả, thật sự là khó tin được a. Thần giới tiểu đội trưởng cảm thán nói. Nữ tử xinh đẹp nhất cũng gật đầu, chúng ta là thuộc hạ úy chỉ thành coi phi thăng trì này, chỉ là đối ứng với 100 vũ trụ không gian. Cả 100 không gian có 5 phi thăng giả đồng thời phi thăng, bọn họ thật là có duyên với nhau. Tựa hồ chỉ có một nữ tử,
còn lại 4 người đều là nam. Đám thần giới chiến sĩ bắt đầu cùng nhau đàm luận. Trong lúc bọn họ đang đàm luận thì, chỉ nghe thấy một âm thanh thống khổ từ trong phi thăng trì truyền ra. Nghe được thanh âm thống khổ này, đám chiến sĩ một chút cũng không thèm để ý, vẫn thản nhiên đàm luận như trước. Thần lực quán thể, mỗi phi thăng giả lên thần giới đều phải trải qua một lần. Năm đó ta cũng trải qua cái tư vị này, thật sự là. Tiểu đội trưởng kia cảm thán che miệng nói, lập tức một mỹ mạo nữ tử hỏi, Liễu Phi, ngươi vốn tại thần giới mà lớn lên, các ngươi vượt qua thần kiếp thì thần lực trực tiếp quán nhập vào thân thể à? Nữ tử gọi Liễu Phi gật đầu nói, vừa mới vượt qua thần kiếp, trong kiếp vân tự xuất thần lực trực tiếp quán thể, cái loại sự tình này, ta thực lòng không muốn trải qua lần nữa, thần lực quán thể phòng trừng mất nửa canh giờ. Tiểu đội trưởng xem sắc trời, bây giờ còn sớm, phòng trừng còn có 2 canh giờ nữa trời tối. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, trong đó 4 đạo thần lực đồng thời ngừng lại, 4 thân ảnh kia trực tiếp bị bạch sắc vũ khí của phi thăng trì tống ra bên cạnh phi thăng trì. 10 tên chiến sĩ lập tức đến tiếp 4 người này. Ô hay, sao lại chỉ có 4 người đã xong, người còn lại sao vẫn còn tiếp tục? Thần giới tiểu đội trưởng nghi hoặc nói. Không chỉ hắn, 9 tên lính đều nghi hoặc. Điều này đã thành lệ, phi thăng giả có khả năng dung nạp thần lực chỉ hữu hạn. Trình độ dung nạp thần lực chủ yếu xem ở 2 phương diện, một là thân thể, một là linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao mới có thể hấp thu càng nhiều thần lực mà không bị thần lực bạo loạn. Thân thể là nơi dung nạp thần lực, thân thể càng cường hãn mới có thể nhận càng nhiều thần lực. Nơi này là thần giới sao? Chỉ nghe thanh âm tựa hồ rất đau khổ vang lên. Thần giới tiểu đội trưởng hoảng hốt nhìn ra, đúng, nơi này là thần giới. Ngươi không cần hỏi nhiều, trước tiên hãy ổn định thân thể ngươi lại cho tốt đã rồi nói sau. Hả? Hôm nay trong số 4 phi thăng giả đã lên bờ, một nam một nữ một nửa người quỳ trên mặt đất, thần sắc thống khổ cực kỳ, trong cơ thể thần lực không ngừng chấn động. Còn 2 phi thăng giả khác mặc dù thần sắc cũng mệt mỏi nhưng lại có vẻ bình tĩnh, tựa hồ chẳng thống khổ chút nào. Chỉ là này 2 người ánh mắt dương mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn đang còn ở trong phi thăng trì. 2 người này đúng là Hầu Phí, Hắc Vũ, Hầu Tử. Cái loại tư vị vừa rồi thật khó chịu, đại ca không việc gì chứ? Hắc Vũ nhỏ giọng hướng tới Hầu Phí nói, vừa mới lên thần giới, bọn họ liền phát hiện thần giới mà bọn họ dự kiến không giống nhau chút nào. Tại thần giới, linh hồn cảnh giới, linh hồn lực của bọn họ căn bản không thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Thần giới này có điểm quái dị, ta cảm thấy mình ngay cả bay cũng không thể bay được. Hầu Phí gật gật đầu, bất quá với thực lực của đại ca, tuyệt đối không có vấn đề gì. 2 người các ngươi, thần giới tiểu đội trưởng Hoàng Húc mỉm cười nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ, đừng có đứng đó than thở nữa. Ta hỏi các ngươi, 2 người các ngươi tại hạ giới tu luyện thân thể phải không? Luyện thể, Hầu Phí, Hắc Vũ hơi run lên, có thể xem như vậy. Hầu Phí cười nói, thân là hỏa tinh thủy viên, thân thể vốn đã cường hãn, mặc dù không chuyên luyện thân thể, nhưng hôm nay thân thể hắn cũng đã đạt đến đệ bát tầng cảnh giới của cửu truyền ám kim thân. Còn Hắc Vũ, nói về mức độ cứng rắn của thân thể cùng Tần Vũ cũng không phân cao thấp, luyện thể tốt quá, lên thần giới qua đệ nhất quan thần lực quán thể sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Húc cười ha ha nói, Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn Hoàng Húc trước mặt, trong lòng đều có cảm giác người trước mặt họ quá cường đại, bọn họ không thể địch nổi. Bọn họ tin tưởng rằng người trước mặt họ muốn giết bọn họ 2 người, thật dễ dàng, người này cho ta cảm giác cùng với đại ca không sai biệt lắm. Hầu Phí, Hắc Vũ trong lòng đều có nhận thức như thế, các ngươi 2 người đã phi thăng thần giới, tự nhiên phải tuân theo quy củ của thần giới chúng ta. Bất quá các ngươi cũng không vội, một nam một nữ 2 phi thăng giả này còn phải ổn định thân thể, các ngươi 2 người vốn thân thể cường hãn, không cần hao phí công phu để ổn định. Hoàng Húc cười nói, mỹ nữ chiến sĩ kia nhíu mày nhìn vào trong phi thăng trì, người kia vẫn đang tiếp thu thần lực quán thể như trước, các ngươi 2 người, có biết người kia không? Mỹ nữ chiến sĩ nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ hỏi lại, Hầu Phí gật đầu, đó là đại ca chúng ta. Đại ca, các ngươi 3 người là huynh đệ. Liễu Phi trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, thật sự là khó tin được, 3 huynh đệ lại đồng thời phi thăng, xem ra hữu duyên. Đại ca ta không việc gì chứ? Hắc Vũ lên tiếng hỏi. Một tên lính gầy gò cười hi hi, không việc gì, ta chưa nghe nói có phi thăng giả bị chết tại phi thăng trì này. Hầu Phí, Hắc Vũ lúc này mới thở phào một hơi, thần lực quán thể. Tần Vũ tài rõ ràng nghe được cách đó không xa một đám người nói chuyện phiếm, thần lực quán thể này đối với hắn căn bản không có cái gì gọi là ảnh hưởng. Người khác thống khổ chính vì năng lượng nguyên bản trong cơ thể tranh đấu cùng thần lực. Thần lực một khi quán thể sẽ tiêu diệt tất cả năng lượng khác trong cơ thể, sau đó nhập trong thân thể, tụ tập vào đan điền. Còn Tần Vũ thì sao? Trực tiếp mang cửu truyền kinh lực, kim lực giấu vào trong tinh thần không gian, thần lực không gặp năng lượng trở ngại gì, rất dễ dàng tiến vào thân thể Tần Vũ. Tần Vũ đương nhiên không bị thống khổ chút nào. Người khác nửa canh giờ, nhưng Tần Vũ tiếp thu thần lực quán thể đã suốt 3 canh giờ, vậy mà Tần Vũ vẫn tiếp tục như trước. Tần Vũ trong khoảnh khắc đột nhiên cảm giác trong cơ thể thần lực lưu động, cảm thấy thân thể bị một áp lực rất lớn bức bách. Tần Vũ thậm chí có loại cảm giác
nếu chính mình tiếp tục hấp thu thần lực, thân thể này sẽ bị nổ tung. Hô, đạo thần lực không ngừng quán nhập cơ thể Tần Vũ bị ngưng lại, phi thăng trì cũng thôi động đưa cơ thể Tần Vũ vốn không tự chủ được đi ra bên ngoài phi thăng trì. Thần giới, quả nhiên kỳ lạ, vừa ra bên cạnh phi thăng trì, Tần Vũ liền cảm thấy một sự trói buộc đến từ thần giới, không gian hậu trọng cực kỳ ổn định, khiến Tần Vũ bị áp chế không nhỏ. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người đều hướng đến Tần Vũ đi tới, không ngờ lại không thể thuấn di. Tần Vũ lầu bầu cảm thán, ha ha, thuấn di, cái tên tiểu đội trưởng Hoàng Húc cười to nói, phi thăng giả, thuấn di tại hạ giới có khả năng rất phổ biến, nhưng tại thần giới, cao cao tại thượng như thượng bộ thiên thần, cũng không tưởng thuấn di được à. Tần Vũ nghe được Hoàng Húc nói, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, giờ phút này 10 tên binh lính, kể cả tiểu đội trưởng Hoàng Húc kia đều nhìn về phía Tần Vũ, ngươi là phi thăng giả mạnh nhất trong 5 người, hơn nữa cường hãn ngoài dự liệu của chúng ta, nếu ta không sai, ngươi thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa linh hồn cảnh giới cũng rất cao, đạt tới tầng trung cấp thần nhân. Hoàng Húc kia cười nhìn Tần Vũ, Hoàng Húc trong lòng lại thầm nghĩ, nhiều thần lực như vậy, nếu hấp thu từ thần linh thạch hấp thu, không biết hao phí bao nhiêu thần linh thạch à, tiểu tử này thật là hạnh vận, miễn phí hấp thu được nhiều thần lực như vậy. Tần Vũ nghi hoặc, trung cấp thần nhân, lần trước lúc ở cùng Khương Nghiên linh hồn cảnh giới đã đạt thượng cấp thần nhân đỉnh phong, mà linh hồn cảnh giới của mình cũng là trung cấp thần nhân đỉnh phong, chỉ khi nhờ Lưu Tinh Lệ phụ trợ mới miễn cưỡng đạt đến hạ bộ thiên thần cảnh giới. Rất khó tin được, ở hạ giới đã tu luyện linh hồn cảnh giới đến tầng này, rất khó tin được. Hoàng Húc cười nói, nếu tại thần giới tu luyện, đúng là không có gì băn khoăn, toàn tâm tu luyện, tối thiểu mấy ngàn vạn năm mới có thể đạt tới tầng trung cấp thần nhân. Người vừa tiến vào thần giới đã đạt tới trung cấp thần nhân cảnh giới, lợi hại, vừa đến thần giới, liền đạt tới trung cấp thần nhân, lịch sử tại thần giới đều cực ít người làm được. Hoàng Húc đột nhiên nhìn qua hai phi thăng giả một nam một nữ kia đã ổn định thân thể đứng lên, tiện gật đầu nói, tốt lắm. Các ngươi đều đã được thần lực quán thể, cũng ổn định thân thể rồi. Ta là người phụ trách các ngươi khi đến thần giới, một số các tin tức cơ bản liên quan đến thần giới, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Năm phi thăng giả bao gồm Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, cùng với một nam một nữ kia đều nhìn Hoàng Húc. Dựa theo luật lệ thần giới, phàm phi thăng giả mới vào thần giới, có nghĩa vụ khai khoáng thần linh thạch, vì Thánh Hoàng bệ hạ khai thác khoáng thạch 1.000 năm. Trong 1.000 năm này các ngươi không được phản kháng, trốn đi, phàm ai vi phạm luật trên sẽ bị cả thần giới đuổi giết. Hoàng Húc đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, một số tin tức cơ bản liên quan đến thần giới, trên đường đi đến nơi khai thác khoáng thạch tiện ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, bây giờ chúng ta xuất phát, 1.000 năm khai khoáng, không được chống lại. Năm phi thăng giả cả Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với một nam một nữ kia sắc mặt đều biến đổi, nhưng năm người đều không một ai có phản ứng quá khích, mọi người hoàn toàn bình tĩnh, lạnh lùng. Tốt lắm, phi thăng giả từng bước một khổ tu nơi hạ giới cuối cùng mới tới thần giới, bình tĩnh hơn so với những kẻ lớn lên tại thần giới. Hoàng Húc mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng cần phải ra tay giáo huấn các ngươi mới dừng lại. Hoàng Húc nhìn về phía một gã chiến sĩ vạm vỡ thô tráng phía sau nói, lão Tam, dựa theo quy củ trước, ta cùng 4 người dẫn đám phi thăng giả tới nơi khai thác thần linh thạch, ngươi tiếp tục giữ tại đây, nói không chừng còn có phi thăng giả đi lên. Tuân lệnh, đội trưởng. Gã chiến sĩ vạm vỡ thô tráng kia gật đầu, sau đó Hoàng Húc gọi 4 chiến sĩ khác cùng đi với hắn. 4 chiến sĩ này 2 nam 2 nữ, trong đó có nữ tử xinh đẹp nhất Liễu Phi. Điều này khiến cho đám người ở lại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hoàng Húc cầm đầu 5 chiến sĩ, mang theo bọn Tần Vũ 5 người lên đường đi đến khu vực khai thác thần linh thạch. 5 tên thần giới chiến sĩ cùng 5 phi thăng giả đi bộ tới. Liễu Phi, ngươi mang một ít sự tình cơ bản của thần giới giảng giải cho bọn họ biết. Hoàng Húc tùy ý phái ra 1 người. Liễu Phi gật đầu, lập tức quay về phía Tần Vũ 5 người nói, so sánh với thần giới, vũ trụ không gian cũ của các người hầu như không có sự trói buộc nào mà ở đây có rất nhiều. Các ngươi cẩn thận nghe rõ những lời ta nói. Nếu không về sau không bị trách mắng thì mới lạ. Năm phi thăng giả gật gật đầu, thần giới có thể xem như một khối lục địa cực kỳ lớn. Liễu Phi mỉm cười nói, năm phi thăng giả đều là nhớ mày. Trong trí nhớ bọn họ, vũ trụ không gian tầng cao nhất của phàm nhân giới phải là không gian vô biên, thần giới sao lại có thể là lục địa? Tần Vũ 3 người là giả vờ nghi hoặc, 2 người khác chính thức nghi hoặc. Sở dĩ nói thần giới xem như là một khối lục địa cực kỳ rộng lớn, chính bởi vì tại đây chung quanh khối lục địa rộng lớn đó là vô tận hải vực. Hải vực này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, không có ai biết, có lẽ thần vương cũng không thể biết. Liễu Phi cười nói, mặc dù hải vực rộng lớn, nhưng thần giới 99 phần nhân số đều ở trên lục địa, hải vực cơ hồ có thể không tính, cho nên ta mới nói thần giới có thể xem như một khối lục địa cực kỳ lớn. Liễu Phi tiếp tục nói, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ 3 người đối với thần giới đại khái tình huống thực sự đã rõ ràng, đều là trong khi ở tiên ma yêu giới, Tần Vũ hỏi Phúc Bá biết được thần giới có 8 thế lực lớn cũng ở thần giới lục địa. Liễu Phi tự tin nói. Hoàng Húc không hài lòng nói, Liễu Phi, mấy sự việc này bọn họ không cần biết, để ta nói tiếp. Hoàng Húc liếc mắt nhìn Tần Vũ mấy người,
Các ngươi nghe đây, thần giới không gian phi thường ổn định, đồng thời trói buộc cũng cực kỳ lớn. Nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được, ở chỗ này, các ngươi ngay cả phi hành cũng không làm được. Tần Vũ cùng mọi người gật đầu, đúng là chính bản thân Tần Vũ cũng không thể phi hành. Ta có thể nói cho các ngươi, tại thần giới, chỉ có đạt đến hạ bộ thiên thần cảnh giới trở lên mới có thể phi hành. Tiền bối, thần giới cao thủ chia ra những cấp bậc nào? Nữ phi thăng giả bên cạnh Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Hoàng Húc lạnh nhạt nói, thần giới cao thủ chủ yếu chia làm hạ cấp thần nhân, trung cấp thần nhân, thượng cấp thần nhân, hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, cùng với địa vị rất cao là thần vương. Đương nhiên, trong truyền thuyết, trên thần vương còn có thiên tôn, chúng ta bây giờ chỉ là hạ cấp thần nhân, khi nào thì mới có thể đột phá đây? Nữ phi thăng giả kia lại nói. Hoàng Húc lắc đầu cười nói, hạ cấp thần nhân, ha ha, các ngươi bây giờ căn bản không tính là hạ cấp thần nhân, chỉ có thể xem như dự bị thần nhân. Dự bị thần nhân, vì cái gì? Tần Vũ cùng mọi người nhìn về phía Hoàng Húc. Rất đơn giản, hạ cấp thần nhân, năng lượng trong cơ thể là thần lực, đồng thời linh hồn cảnh giới phải đạt tới tầng linh hồn kim đan. Mà các ngươi, ngoại trừ vị này còn bốn người đều không kết thành linh hồn kim đan. Hoàng Húc chỉ vào Tần Vũ nói, nhất thời một nam một nữ kia nhìn về phía Tần Vũ. Ngoại trừ hắn, các ngươi cho dù có đầy đủ thần linh thạch, tối thiểu phải mấy ngàn vạn năm mới có thể đạt tới đẳng cấp như hắn. Hoàng Húc lạnh lùng nói, bất quá các ngươi đều đã tiếp cận linh hồn đại viên mãn, thành tựu linh hồn kim đan cũng không khó khăn lắm. Tần Vũ ở bên cạnh nghe xong thầm gật đầu, linh hồn cảnh giới cực kỳ khó tiến bộ, các ngươi hao phí vô số thời gian, có thể đạt tới thượng cấp thần nhân, nhưng từ thượng cấp thần nhân đến hạ bộ thiên thần, thật sự rất khó khăn, trăm vạn thần nhân mới có thể có một người trở thành thiên thần thôi. Hoàng Húc cảm thán nói. Tần Vũ đồng tử co rụt lại, trăm vạn thần nhân mới có một thiên thần cảnh giới này tựa hồ rất khó đạt tới hạ bộ thiên thần, từng bước cảnh giới tiếp theo cực kỳ khó vượt qua, cho nên thượng bộ thiên thần, tại thần giới tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ, cho nên từ thượng bộ thiên thần lên thần vương, ha ha, thần vương, nếu các ngươi tương lai có thể trở thành thần vương, ta Hoàng Húc từ nay về sau cũng có tư cách ngẩng cao đầu hơn người khác. Hoàng Húc bắt đầu cười to, thần vương, thần giới đã bao nhiêu năm rồi không hề xuất hiện một tân thần vương, nhớ kỹ. Hạ cấp thần nhân thần thức không thể ly khai khỏi thân thể, trung cấp thần nhân thần thức có thể ly khai thân thể trong vòng 10 mét xung quanh, thượng cấp thần nhân thần thức có thể ly khai thân thể 100 mét, không sai biệt lắm theo thứ tự gia tăng, đối với thiên thần cảnh giới, ta cũng không rõ ràng, Hoàng Húc kể nhạt nói. Tần Vũ thầm gật đầu, trên thực tế hắn vừa rồi thử phóng xuất thần thức ra bên ngoài thân, nhưng cho dù nhờ Lưu Tinh Lệ trợ giúp, cũng chỉ đạt đến cự ly vài trăm thước mà thôi, ta nói là cự ly ly khai của thần thức chỉ là cự ly xuyên thấu không khí mà thôi. Trên thần giới vật chất rất kỳ quái, có thể cùng thần linh khí có quan hệ, cho dù là thượng cấp thần nhân, cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu thổ địa, cây cối, hải thủy cùng những thứ vật chất khác. Hoàng Húc kể lại rất cẩn thận, bọn Tần Vũ trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Quả nhiên, Tần Vũ thử dụng thần thức xâm nhập thổ địa, cho dù có Lưu Tinh Lệ phụ trợ, cũng chỉ miễn cưỡng thẩm thấu một thước mà thôi. Tu vi Tần Vũ thậm chí có Lưu Tinh Lệ, đã đạt đến cảnh giới hạ bộ thiên thần cảnh giới. Các ngươi xem, tảng đá bên đường này, các ngươi muốn phá hủy căn bản không có khả năng, nhưng ta chỉ cần chiến đao này cũng phá nó rất dễ dàng. Hoàng Húc nói, một đao đã đến tảng đá bên đường chém thành hai nửa. Hắc Vũ đột nhiên nói, tiền bối, vũ khí trong tay người có lợi hại lắm không? Chiến đao này của ta. Hoàng Húc giơ lên chiến đao trong tay, cười nói, mặc dù chỉ là trung cấp thần khí nhưng một đao có thể chém ngươi thành hai nửa cũng không thành vấn đề. Hả? Tần Vũ nhướng mày, Hắc Vũ có Hắc Vũ chiến giáp độ cứng rắn có thể tương đương với thượng phẩm thần khí. Ta đã nhìn ra rồi, công phu tu luyện thân thể của ngươi không tệ, đáng tiếc tại vũ trụ không gian phía dưới, tu luyện thân thể độ cứng rắn nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tầng trung cấp thần nhân mà thôi. Hoàng Húc cười nói, thần khí sở dĩ gọi là thần khí, bởi vì khi thần lực quán nhập vào trong đó thì uy lực mới chính thức phát huy, dùng thần lực quán chú vào một kiện thần khí dù là hạ phẩm thần khí, cũng có thể chặt đứt một kiện thượng phẩm thần khí không có thần lực quán chú vào. Hoàng Húc giải thích nói. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ trong lòng chấn động, Phúc Bá mặc dù từng nói qua, thần khí quán nhập thần lực uy lực càng tăng, nhưng Tần Vũ không để ý lắm, nhưng không tưởng một khi quán thâu thần lực, uy lực của thần khí lại gia tăng nhiều như vậy. Trên đường bộ hành, bọn năm người Tần Vũ biết rất nhiều sự tình, phi hành là tiêu chí đã đạt tới thiên thần cảnh giới. Thuấn di là việc không có khả năng, còn thần thức thẩm thấu ra ngoài thật sự quá mức gian nan. Còn nữa, tại thần giới, căn bản không có truyền tấn linh châu hay những vật tương tự tồn tại. Tại thần giới, muốn truyền lại tin tức, chỉ có thể lệnh cho người đến hai bên truyền lại. Có thể nói như vậy, tại thần giới là không gian cực độ ổn định, tựa như Tiềm Long đại lục nơi Tần Vũ sinh sống khi còn niên thiếu. Một tảng đá ven đường này so với ở không gian trước kia của các ngươi nặng hơn gấp trăm lần một tòa cao sơn bình thường. Hoàng Húc chỉ vào cục đá ven đường, tóm lại, thần giới các loại vật chất, núi, cây, cho tới các yêu thú,
đều không giống như ở hạ giới. Hoàng Húc cười nói, tốt lắm, bây giờ nhường Liễu Phi ra nói một chút về thời gian. Liễu Phi gật gật đầu, tại thần giới, có ngày có đêm, ban ngày có 6 canh giờ, đêm tối cũng có 6 canh giờ. Một ngày tổng cộng 12 canh giờ, mà một năm có 360 ngày, vừa vặn một chu thiên. Liễu Phi vừa nói ra những lời này, Tần Vũ không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Phương pháp tính toán thời gian ở thần giới cùng Tiềm Long Đại Lục cực kỳ giống nhau. Thần giới sẽ có ngày sáng và đêm tối sao? Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Liễu Phi nghe Tần Vũ hỏi rồi mỉm cười với Tần Vũ. Hiển nhiên thực lực của Tần Vũ khiến Liễu Phi có hảo cảm. Liễu Phi chỉ phương Nam rồi lại chỉ phương Bắc. Thần giới tổng cộng có 8 đại thánh hoàng, trong đó Nam Cực Thánh Hoàng ở Kính Quang Thành mỗi ngày 6 canh giờ phát ra bạch chú chi quang, mà Bắc Cực Thánh Hoàng ở Phiêu Tuyết Thành mỗi ngày 6 canh giờ phát ra hắc ám dạ mạc. Bạch chú chi quang cùng hắc ám dạ mạc vừa vặn không sai. Bạch chú chi quang phát ra là cả thần giới sáng bừng lên, còn hắc ám dạ mạc xuất ra thì cả thần giới tối đen. Tần Vũ thong thả gật đầu, bất quá Tần Vũ trong lòng cũng kinh ngạc. Còn có một việc, ta nghĩ rằng các ngươi cũng đã phát hiện rồi, thần linh khí của thần giới rất cuồng bạo. Liễu Phi cười nói, thần linh khí cuồng bạo không thể hấp thu dùng để tu luyện được. Tần Vũ năm người dùng mình, Phúc Bá chưa hề nói với Tần Vũ về việc này, bởi vì Phúc Bá cho rằng Mê Thần Điện có số lượng lớn thần linh thạch, còn có thần linh tinh phách, cho nên không quan tâm đến chuyện này. Ta vừa rồi thử hấp thu mà không được, ta còn tưởng phương pháp tu luyện không đúng. Hầu Phí lên tiếng nói. Liễu Phi cười lắc đầu nói, tại thần giới, chỉ có thần linh khí trong thành mới ôn hòa, chỉ có ở trong thành trì mới có thể hấp thu thần linh khí tu luyện, còn ở bên ngoài mà gần thành trì còn đỡ, đi ra càng xa thành trì, thần linh khí tựa càng thêm cuồng bạo, tới khu vực hoang dã, căn bản không thể hút vào trong cơ thể một chút nào. Thần linh khí trong thành vì sao lại ôn hòa được? Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Liễu Phi lắc đầu nói, ta chỉ biết là Đông Cực Thánh Hoàng tổng cộng chỉ có 64 thành trì, không tăng một thành, cũng không giảm một thành. Thành trì bên trong thần linh khí hoàn toàn tất cả ôn hòa, chung quanh thành trì thần linh khí cũng tốt, đi càng xa lại càng cuồng loạn, có thể 64 tòa thành trì đều có chút nguyên nhân đặc thù. Tần Vũ trong lòng thầm phán đoán, điều hiển nhiên, thần giới thiết kế thành trì không phải đơn giản chỉ dùng đá tảng thiết kế, mà còn có không ít đặc thù kết cấu. Cho nên tại thần giới tu luyện, quan trọng nhất là thần linh thạch, mà thần linh thạch là tiền tài của cả thần giới, có được thần linh thạch, ngươi mới có thể an tâm tu luyện. Đương nhiên, trong thành thần linh khí ôn hòa, có thể hấp thu tu luyện, nhưng muốn tiến vào trong thành tu luyện, ai? Liễu Phi lắc đầu cười, Hoàng Húc tiểu đội trưởng lắc lắc cái đầu, hướng về phía mọi người nói, tại thần giới, khi tiến vào thành trì thì phải mất phí, hơn nữa một khi vào ban đêm, cả thành trì bên trong không có người đi ngoài đường, cho nên ngươi không hao phí thần linh thạch trọ tại khách điếm thì phải rời thành. Thần giới nhân số rất nhiều, thành trì lại rất ít, tỷ như Úy Trì Thành của chúng ta bên trong tổng cộng có gần 2.000 vạn người, mà thân nhân cư trú bên ngoài Úy Trì Thành đã có hơn 2 ức. Không phải bọn họ không nghĩ vào bên trong thành, mà là trong thành một phòng tiện nghi tối thiểu đều ít nhất giá 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch a. Hoàng Húc lắc đầu nói, ta làm tiểu đội trưởng bao nhiêu năm rồi, tu luyện cũng mất chừng ấy thời gian, tiết kiệm chừng ấy năm mà vẫn chưa mua được một phòng ở Úy Trì Thành. Mua phòng khó lắm a. Hoàng Húc cảm thán một tiếng. Hai nam hai nữ bốn chiến sĩ cũng gật đầu đồng ý với hắn. Một phòng giá 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, quả thật quá khó khăn. Đám binh lính cảm thán, Liễu Phi cũng cảm thán thở dài. Ta phòng chừng trải qua cả mấy trăm ngàn năm, mới có thể có chừng ấy tiền. Tần Vũ ba huynh đệ nhìn nhau, 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, rất nhiều sao? Một thần linh tinh bằng 100 cực phẩm thần linh thạch, bằng 1 vạn thượng phẩm thần linh thạch, bằng 100 vạn trăm vạn trung phẩm thần linh thạch, bằng 1 ức hạ phẩm thần linh thạch. Mà trong Mê Thần Điện thần linh tinh phách đều không ít, cực phẩm thần linh thạch cũng có một đống lớn. 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, quả thực chỉ là hạt mưa bụi mà thôi. Tần Vũ ba huynh đệ đã quên mất, tượng thần Sa Hầu Viên là ai? Thần giới đệ nhất luyện khí cao thủ, ngay cả thần vương đều lấy lễ mà đãi, tự mình đến thỉnh cầu luyện khí đại tông sư hỗ trợ a. Nói về số lượng bảo bối, đúng là mua một tòa Úy Trì Thành có thừa. Phúc Bá không thèm để ý đến chuyện này, không cần nói cho Tần Vũ biết cũng có thể lượng giải. Trải qua gần 8 canh giờ bạt thiệp, đợi đến ngày thứ hai bạch chú chi quang phủ xuống, bọn Tần Vũ đã đi đến mục tiêu là khu mỏ thần linh thạch. Người đến người đi, đông đông đúc đúc, liếc mắt xem qua cả nơi khai thác thần linh thạch, đi đi lại lại bên ngoài khu khai thác thấy có bóng vài vạn người, mà bên trong khu khai thác thần linh thạch cũng không biết có bao nhiêu người nữa. Thật náo nhiệt à, nhiều phi thăng giả như vậy sao? Hầu Phí gặp cảnh náo nhiệt như vậy, không khỏi bắt đầu hưng phấn. Hoàng Húc nhớ mày, lạnh lùng nói, một quy củ, nơi này ngươi trêu chọc vào đại nhân vật nào đó, có thể bị giết cũng trách không được người ta. Hầu Phí nhất thời lông mi run lên, trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng vẫn nhẫn nhịn như trước. Người khai thác nơi này chỉ có một bộ phận rất nhỏ là phi thăng giả, tuyệt đại đa số là những thần nhân tự nguyện tới nơi này. Hoàng Húc nhân tiện giải đáp vấn đề mà Hầu Phí vừa hỏi, tại thần giới muốn sống yên ổn rất khó,
trừ phi người thực lực rất mạnh, hoặc người rất có đảm thức, hoặc là có quan hệ. Nếu không có những điều kiện này, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại nơi khai thác này, bọn họ được đãi ngộ giống như phi thăng giả. Hoàng Húc lấy tay chỉ một đám người xa xa, đãi ngộ giống phi thăng giả. Tần Vũ nhướng mày. Một lúc không lâu sau, bọn Hoàng Húc đưa 5 người Tần Vũ tới một địa phương. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tống Tuệ, Thủy Điền. Một nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói, 5 người các ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, các ngươi khai thác tại khu mỏ thần linh thạch của Ý Chỉ Thành. Nhiệm vụ của các ngươi là hàng năm giao thần linh thạch một lần, mỗi lần giao 3.600 hạ phẩm nguyên linh thạch, hàng năm đều là như thế. Nếu một năm giao thiếu, năm thứ hai phải bổ sung, năm thứ hai không đủ, năm thứ ba tái bổ sung. Nếu đến cuối cùng đã hết 1.000 năm mà các ngươi chưa nộp đủ thì các ngươi phải tiếp tục khai thác cho đủ số. Đồng thời trong những ngày khai thác tiếp đó, các ngươi không thể giấu giếm cho riêng mình. Đối diện với sự tra xét của cao thủ, trừ phi các ngươi sở hữu thần khí tàng trữ vật, nếu không tuyệt đối không thể giấu giếm được. Nói đến đây, nữ tử kia không khỏi mỉm cười. Thần khí tàng trữ vật, chỉ nhìn tiên ma yêu giới bao nhiêu năm cũng chưa phát hiện ra kiện thần khí tàng trữ vật nào, bởi vậy có thể tưởng tượng thần khí tàng trữ vật chân quý đến mức nào. Dùng thần khí tàng trữ vật để chứa vài khối thần linh thạch ư, ai có thể làm việc vô vị như vậy. Tốt lắm, đây là chìa khóa phòng nơi các ngươi ở. Các ngươi bình thường có thể để thần linh thạch trong phòng, trừ người giữ chìa khóa phòng thì mọi người đều phải đi khai thác. Nhớ kỹ, hàng năm phải đến giao nộp một lần. Nếu như có ý phản kháng, thân phận lệnh bài của các ngươi sẽ không còn đâu. 5 người Tần Vũ đều gật đầu, mỗi người tự lĩnh một chìa khóa có hình lục giác. Sau khi ba huynh đệ Tần Vũ tách ra khỏi hai vợ chồng Tống Tuệ, thì Điền căn bản không đến chỗ ở của mình. Đại ca, thần giới chẳng thú vị chút nào cả. Hầu Phí nói qua khóe miệng, không thú vị, rất thú vị. Tần Vũ cả người tinh thần sung mãn, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Phí Phí, Tiểu Hắc, theo ta được biết thì thần giới phức tạp hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Nhưng trong lúc đó, thiên thần, 3 người Tần Vũ ánh mắt đồng thời nhìn lên bầu trời. Chỉ một gã trung niên nam tử khuôn mặt cương nghị lãnh khốc từ không trung bay qua, ánh mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới. Cái loại khí thế oai nghiêm coi thường thiên hạ làm người ta cảm thấy bị áp chế. Phi hành, đây là tư chí của thiên thần. 3 người các ngươi đến đây, vị kia là Úy Trì Ưng đại nhân, người quản lý cả khu khai thác thần linh thạch này. Úy Trì Ưng đại nhân là người trong Úy Trì gia tộc cao quý nhất Úy Trì Thành này. Bên cạnh một thiếu niên cười cười đang đi tới, Tần Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng Tần Vũ đang có một khát vọng là khát vọng phi hành. Vô luận tại tiên ma yêu giới hay là ở nhân gian giới, Tần Vũ đều có thể phi hành tung hoành trên 9 tầng trời, ai ngờ tại thần giới lại phiền toái như vậy. Thần giới cũng kỳ lạ, duy có khống chế không gian triệt tiêu hấp lực mới có thể phi hành, điều này cần phải cảm ngộ được không gian thì mới đạt đến hạ bộ thiên thần. Tần Vũ trong lòng cảm thán, sau đó Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ 3 người đi vào một khu mỏ, lạnh lẽo tăm tối, đây là cảm giác của 3 người Tần Vũ khi tiến vào hầm khai khoáng. Mỏ khai thác thần linh thạch này cực kỳ rộng lớn, chiếm một phương viên khoảng chừng 100 dặm, qua mạng lưới nhằng nhịt những chỗ giao nhau, 3 người Tần Vũ hết rẽ phải lại rẽ trái, tiến đến chỗ sâu nhất. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cười nói, Phí Phí, Tiểu Hắc, vừa rồi những người đó nói các ngươi cũng nghe được, ta còn biết một sự tình vẫn chưa kịp nói cho các ngươi, đi, ta nhờ Phúc Bá nói cho các ngươi biết. Tần Vũ tâm ý vừa động, ba huynh đệ liền biến mất. Bên trong không gian tầng thứ hai của Khương Lan giới, ba huynh đệ Tần Vũ xuất hiện trên một thảm cỏ. Tần Vũ đưa một ngón tay ra, trên thảm cỏ đó xuất hiện một chiếc bàn và 4 chiếc ghế đá. 3 người Tần Vũ 3 người tùy ý ngồi xuống. Phúc Bá theo tâm ý Tần Vũ cũng đã đến nơi. Phúc Bá, Tần Vũ khẽ mỉm cười. Phúc Bá cung kính hành lễ, chủ nhân, có sự tình gì? Ngươi ngồi xuống đi, cho hai huynh đệ của ta biết chỗ tàn khốc của thần giới. Tần Vũ cười nói. Phúc Bá gật gật đầu, y lệnh ngồi xuống. 3 người Tần Vũ nâng chén rượu ung dung nhàn nhã uống. Thần giới tàn khốc, một là do hoàn cảnh tàn khốc, ở xa thành trì thì thần linh khí cuồng bạo, căn bản không thể hấp thu tu luyện. Hơn nữa ở những nơi hoang vu này, yêu thú thần giới hoành hành, yêu thú của thần giới mặc dù linh hồn tu vi yếu nhược, thậm chí không bằng hạ cấp thần nhân, nhưng lực công kích cường hãn tỷ như Ốc Lam vậy. Phúc Bá cười nói, Tần Vũ tâm ý vừa động, Ốc Lam lại xuất hiện bên cạnh. Ốc Lam trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Phúc Bá chỉ vào Ốc Lam nói, Ốc Lam, bản thể chính là hoàng giả Hắc Yên Nghĩ trong nghĩ tộc của thần giới. Nếu chủ nhân không dùng Tàn Tuyết thần thương, muốn đánh bại hắn rất khó. Hắc Yên Nghĩ, Tần Vũ kinh ngạc nhìn Ốc Lam. Ốc Lam nghi hoặc nhìn Phúc Bá, ngươi là ai? Sao lại biết được bản thể của ta? Ta đã gặp ngươi một lần ở tiên ma yêu giới nhưng không nhận ra thân phận ngươi được. Thay đổi một chút dung mạo là không thể nhận ra ta được. Phúc Bá mỉm cười, chỉ thấy Phúc Bá khuôn mặt hơi chút thay đổi một ít, lưng đứng thẳng lên, đồng thời y phục trên thân cũng thay đổi, biến thành một trường bào màu xanh viền vàng. Giữa trường bào có một chữ mê thần điện quản gia. Ốc Lam trợn to mắt,
Lúc này hắn đã nhận ra người ở trước mặt hiển nhiên là quản gia Mê Thần Điện. Ốc Lam lúc này không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ chỉ cười. Sự việc bản thân mình đã trở thành chủ nhân Mê Thần Điện, Tần Vũ cũng chỉ nói cho Hầu Phí cùng Hắc Vũ biết chứ chưa nói cho ai khác. Hắc Yên Nghĩ phòng ngự vô cùng tốt, lực lượng cũng rất mạnh. Một khi độ kiếp hóa hình, thực lực càng có thể so với thượng cấp thần nhân. Phúc Bá tự tin nói, mà Hắc Yên Nghĩ là hoàng giả của Nghĩ tộc, lợi hại nhất là có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn nghĩ thú của thần giới. Đắc tội với một Hắc Yên Nghĩ là việc rất đáng sợ vì hắn có thể tạo ra nghĩ triều. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Ốc Lam. Ốc Lam cười khổ lắc đầu nói, cái gì mà hoàng giả, dùng cũng vô dụng. Hạ bộ thiên thần ta còn có thể khống chế một số đông thủ hạ công kích, nhưng gặp trung bộ thiên thần thì bị người ta bắt lấy, sau đó lại bị người ta cống nạp cho Mê Thần Điện chủ nhân. Phúc Bá cười, tiếp tục nói, Ốc Lam thuộc loại yêu thú lợi hại của thần giới, yêu thú chốn thần giới cũng chia ra mạnh và yếu. Yêu thú yếu nhược thì hạ cấp thần nhân có thể dễ dàng diệt trừ, còn yêu thú cường mạnh thì ngay cả hạ bộ thiên thần cũng phải hao phí nhiều khí lực. Bất quá yêu thú cường mạnh nhất cũng chỉ có thể đấu với hạ bộ thiên thần một trận mà thôi. Dù sao cậy mạnh, dùng chiến thuật biển người, đối mặt với thiên thần có thể khống chế không gian cũng vô dụng. Tần Vũ ba người gật gật đầu, Hầu Phí, Hắc Vũ, các ngươi nên hiểu được sự nguy hiểm của khu vực hoang vu của thần giới. Khu vực hoang vu này, ngoại trừ yêu thú uy hiếp, còn có một số thần nhân tâm ngoan thủ là thích giết người để đoạt tài vật. Phúc Bá còn nói, Phúc Bá mỉm cười, thần giới đúng là một thế giới cạnh tranh tàn khốc, ở chỗ này, người không có thực lực sẽ bị đẩy xuống tầng chót, nếu có thực lực lại có thể bình yên cư trú trong thành trì, nếu có thực lực cao hơn, trở thành thiên thần cấp bậc cao thủ. Ha ha, khi đó vô luận người tới thành trì nào cũng căn bản không cần xuất thân phận lệnh bài, cũng không cần nộp tiền tài. Tại thần giới, thần nhân là lớp người yếu đuối, còn thiên thần mới là cường giả, duy nhất chỉ có con đường trở thành thiên thần mới có tư cách đi đến khu vực hoang vu đầy nguy hiểm của thần giới để tìm kiếm một ít hồng mông linh bảo, hoặc là tìm kiếm một ít dược liệu, tài liệu chân quý. Phúc Bá mỉm cười nói, năm đó lão chủ nhân đi ngàn vạn dặm đường qua các nơi tìm kiếm các loại tài liệu chân quý, sau đó luyện chế xuất những món đồ vượt qua thần khí, thậm chí luyện chế xuất thiên linh bảo chỉ sau hồng mông linh bảo, thành tựu y danh lớn lao, ngay cả thần vương cũng phải tự mình thượng môn bái thiếp thỉnh lão chủ nhân hỗ trợ luyện khí. Phóng mắt khắp thần giới, ngoại trừ thiên tôn trong truyền thuyết, ngay cả thần vương cũng không thể làm cho chủ nhân ta phải cúi đầu. Phúc Bá tự tin nói, Tần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, hay lắm, vượt qua ngàn vạn dặm đường, dạo qua những khu vực hoang vu hỗn loạn, Tần Vũ trong lòng nổi lên đấu trí, ta cũng phải bước những bước đầu tiên trên ngàn vạn dặm đường. Phúc Bá, ngươi dám cam đoan ngươi nhận định đúng về thân phận của Lập Nhi và Lan Thúc? Tần Vũ nhìn về phía Phúc Bá, Phúc Bá khẳng định nói, xem Khương Lan giới này, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể khống chế, người luyện chế Khương Lan giới kia khẳng định là một thần vương, hơn nữa đối với thời gian pháp tắc đã có lĩnh ngộ nhất định, loại nhân vật như vậy tại thần giới cũng, cho nên địa vị Lan Thúc của chủ nhân người tôn quý là điều hiển nhiên. Ngay cả người cũng không thể quyết định chuyện chủ nhân cùng với Khương Lập, hiển nhiên Lập Nhi gia tộc rất mạnh, tất phải là một trong 8 tộc người mạnh. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn đồng ý với nhận định của Phúc Bá. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần chủ nhân người đạt đến tiêu chuẩn luyện khí như lão chủ nhân, trở thành thần giới đệ nhất luyện khí cao thủ, ngay cả là 8 đại thánh hoàng cũng sẽ đến bái phòng mời người, có khi mang chính con gái mình đến gả cho người. Phúc Bá cười nói, năm đó không ít thần vương đã mang con gái đến cầu thân đưa cho lão chủ nhân. Đáng tiếc lão chủ nhân hoàn toàn si mê luyện khí, cả đời mục tiêu đúng là luyện chế một kiện thiên tôn linh bảo, trừ việc này ra, người căn bản không có tâm tư nào cho chuyện tình cảm. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, muốn trở thành luyện khí cao thủ cũng phi thường khó khăn, nhưng có khó khăn nào mà ta chưa trải qua chứ. Năm đó ta, một tiểu tử ngay cả nội công cũng không thể tu luyện lại có thể đi đến thành công như ngày hôm nay, còn cái gì mà không thể vươn tới được. Tần Vũ hai mắt bắn ra tinh quang, Hầu Phí, Hắc Vũ, Ốc Lam đều nhìn Tần Vũ. Muốn trở thành một cao thủ luyện khí, quan trọng nhất là trận pháp cấm chế. Tốt, trong 1000 năm ở khu mỏ này, ta sẽ ở không gian tầng thứ 2 của Khương Lan giới để tĩnh tu trận đạo. Ngoại giới 1000 năm thì ở không gian tầng thứ 2 này ta có thời gian tới 10000 năm. Tần Vũ nói, Phúc Bá, Tần Vũ nhìn về phía Phúc Bá, ở đây ngươi có hạ phẩm nguyên linh thạch không? Trong 1000 năm, mỗi năm cần giao nộp 3600 hạ phẩm thần linh thạch, ngươi giúp ta có vật để giao nộp. Phúc Bá dùng mình, hạ phẩm, Phúc Bá nói liền hai lần. Làm sao vậy? Tần Vũ nghi hoặc nhìn Phúc Bá, chẳng lẽ trong Mê Thần Điện lại không có? Nói xong Tần Vũ dùng ý thức tra xét cả Mê Thần Điện, làm chủ nhân Mê Thần Điện, điều tra một lần quả thực dễ dàng. Đột nhiên Tần Vũ ánh mắt mở to, trong phòng khí vật điện lưu trữ thần linh thạch, thần linh tinh phách có không ít, cực phẩm thần linh thạch chiếm cứ tuyệt đại đa số, còn có một số ít thượng phẩm thần linh thạch, mà trung phẩm thần linh thạch chẳng có lấy một khối, đừng nói đến hạ phẩm thần linh thạch. Tần Vũ đột nhiên giật mình ngộ ra, Sa Hầu tiền bối dọa ta à? Tần Vũ cười khổ, bảo bối nhiều lắm,
thế nhưng ngay cả hạ phẩm, trung phẩm thần linh thạch tối cơ bản đều không tang chữ. Chẳng lẽ bảo ta cầm thượng phẩm thần linh thạch đem nộp, một lần còn được, nhưng hai lần ba lần, người khác sao không hoài nghi? Chỉ cần có người hoài nghi, khu mỏ này khai thác hạ phẩm thần linh thạch, ngẫu nhiên còn xuất hiện trung phẩm thần linh thạch, xuất hiện thượng phẩm thần linh thạch cơ hồ là chuyện khó có khả năng, cực phẩm thần linh thạch ư, cả khu khai thác cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện lấy một lần. Tần Vũ nếu luôn dùng thượng phẩm thần linh thạch để nộp, người khác không nghi ngờ sao được? Hạ phẩm thần linh thạch, hạ phẩm thần linh thạch, Phúc Bá đăm chiêu. Đột nhiên Phúc Bá vỗ đầu nói lớn, à ta nhớ ra rồi. Chỉ thấy Phúc Bá vung tay một cái, nhất thời phía trước mấy người Tần Vũ là khoảng cỏ trống trải bỗng xuất hiện một tòa núi cao, một đống đầy những thứ gì đó sắp xếp hỗn loạn xếp cùng một chỗ tạo thành một ngọn núi cao. Đó là... Bọn Tần Vũ kinh ngạc nhìn một tòa núi cao như vậy. Phúc Bá cười ha hả nói, ta bình thường không chuyện gì vẫn nghiên cứu trận pháp. Nghiên cứu trận pháp cần dùng tinh thạch bố trí trận pháp để thí nghiệm. Ta không có nhiều thượng phẩm thần linh thạch để bố trí trận pháp. Ta chỉ thí nghiệm mà thôi. Hà tất phải dùng đến thần linh thạch loại tốt. Cho nên năm đó ta đổi lấy một lượng lớn hạ phẩm thần linh thạch. Dùng hạ phẩm thần linh thạch để thí nghiệm trận pháp ta mới không đau lòng. Nơi này ngoại trừ hạ phẩm thần linh thạch, còn có không ít tinh thạch bình thường. Các loại thuộc tính đều có. Đây chỉ là một phần. Trong chữ vật thần khí giới chỉ của ta còn có rất nhiều. Phúc Bá mỉm cười sờ sờ giới chỉ của mình nói. Tần Vũ xem giới chỉ của Phúc Bá, càng xem càng cao hứng. Ha ha, tốt quá, Phúc Bá, từ hôm nay trở đi, ta chuyên tâm nghiên cứu 900 quyền trận đạo kia. Phí phí, Tiểu Hắc, các ngươi cũng chuyên tâm tu luyện. Phúc Bá, mỗi 100 năm nhớ nhắc chúng ta một lần, bảo chúng ta ra ngoài nộp 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch. Tần Vũ trực tiếp ra mệnh lệnh, 1.000 năm ở khu khai thác, ba huynh đệ Tần Vũ thật sự đã quyết định tu luyện cả 10 vạn năm ở không gian tầng thứ 2 của Khương Lan giới. Vâng, thưa chủ nhân. Phúc Bá khom người tuân mệnh, Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hầu Phí, Hắc Vũ, Phí Phí, Tiểu Hắc, vũ khí của hai người, ngoại trừ Xuyên Vân Thương và Hắc Bổng ra, các người muốn có một vũ khí lợi hại hơn nữa không? Đại ca, người có ư? Hầu Phí ánh mắt sáng ngời, Tần Vũ đưa tay ra, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ không đáy lơ lửng giữa không trung, còn có một đôi bao tay trong suốt cùng với một tòa thạch tháp cao lớn cũng đồng thời xuất hiện. Phúc Bá nhìn thấy màn này không khỏi chấn kinh nhìn về phía Tần Vũ, chủ nhân, đây có lẽ là những hồng mông linh bảo mà lão chủ nhân lưu trong người. Hồng mông linh bảo, là hồng mông linh bảo trong truyền thuyết ư? Ốc Lam ở bên cạnh khó có thể tin nói, còn có những ba kiện hồng mông linh bảo, đúng là lưu cho ta, ta có quyền phân chia lại cho bọn họ. Tần Vũ cười nói, từ khi có được ba kiện hồng mông linh bảo này, Tần Vũ không định một mình luyện hóa hết toàn bộ. Nếu như mình luyện hóa toàn bộ, huynh đệ của mình làm sao tung hoành ở thần giới được? Huống chi Tần Vũ có Khương Lan giới, còn có một kiện thượng phẩm thiên thần khí Tản Tuyết thần thương mà tượng thần Sa Hầu Viên rất tự hào. Tần Vũ cũng không thiếu bảo vật lợi hại nào. Hơn nữa nói về chiến đấu lực, nếu theo con đường chiến đấu lực mà không có thực lực thần vương, cho dù có được linh bảo lợi hại đến đâu, muốn được sự thừa nhận của bát đại thánh hoàng, muốn lay động được cha của Lập Nhi cũng không có khả năng. Tần Vũ trong lòng biết rất rõ, đối với thần vương cấp bậc cao thủ mà nói, chỉ có cao thủ cùng đẳng cấp cùng với thiên tôn trong truyền thuyết mới có thể làm cho bọn họ coi trọng. Cho nên Tần Vũ mới dồn tinh lực vào hai phương diện, một là tu luyện, một nữa là nghiên cứu 900 quyền trận đạo, cố gắng đạt tới cảnh giới của tượng thần. Đại ca, bọn ta không thể nhận những bảo vật này, Hắc Vũ trịnh trọng nói. Hầu Phí cũng định nói, nhưng lại bị Tần Vũ cắt ngang, không cần cự tuyệt nhanh như thế. Ta trước tiên giới thiệu một chút về ba kiện hồng mông linh bảo này. Đệ nhất kiện là Phi Viên Thần Chu, chính là một kiện linh bảo để phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Một khi có nó, có thể nói, tại thần giới người nếu muốn chạy trốn giữ mạng, người có thể bắt được người cũng không nhiều lắm. Nhất thời Hắc Vũ, Hầu Phí hai người ánh mắt nóng bỏng nhìn Phi Viên Thần Chu. Thần giới thần linh khí cuồng bạo, hơn nữa không gian cứng rắn, muốn thuấn gì ư? Căn bản là không thể, trừ phi đạt tới đẳng cấp thần vương, hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lúc này mới có thể dễ dàng thuấn di. Thiên thần cao thủ không thể thuấn di, chỉ có thể phi hành. Vậy nên kiện hồng mông linh bảo loại phi hành Phi Viên Thần Chu này, mức độ chân quý không cần nói cũng biết. Đệ nhị kiện hồng mông linh bảo tên là Tuyết Đi Thủ Sáo. Tuyết Đi Thủ Sáo là kiện có lực công kích mạnh nhất trong ba kiện, một khi luyện hóa, hai tay cực kỳ cứng rắn, có thể tay không của người khác chém giết. Hơn nữa Tuyết Đi Thủ Sáo còn có không ít công năng, trong đó có thể đề cao lực công kích, còn có một ít thần thông đặc thù, là một trong ba kiện hồng mông linh bảo có công kích mạnh nhất. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nhìn nhau, trong lòng đều nhận định kiện công kích linh bảo này quá mức chân quý. Đệ tam kiện hồng mông linh bảo, tên là Tỏa Thần Tháp. Tỏa Thần Tháp có thể nói là vạn thú phổ ở đẳng cấp rất cao. Vạn thú phổ tại thần giới chỉ có thể xem như đồ chơi, bởi vì cao nhất chỉ có thể thu phục được cấp yêu đế cấp bậc. Còn Tỏa Thần Tháp không giống thế, mặc kệ là người hay yêu, chỉ cần chưa đạt tới đẳng cấp thần vương, một khi hắn không chống cự được hấp lực của Tỏa Thần Tháp sẽ bị hút vào trong đó trở thành nô tài của chủ nhân Tỏa Thần Tháp.
Tần Vũ nhìn về phía hai huynh đệ của mình. Ba kiện Hồng Mông Linh Bảo này, Tuyết Ti Thủ Sáo, Phi Viên Thần Chu có thể xem như hai nhị lưu linh bảo. Tòa thần tháp này chỉ có thể xem như tam lưu linh bảo, bởi vì chỉ có khiến đối thủ không thể phản kháng lại hấp lực của tòa thần tháp mới có thể bị hút vào trong đó, cho nên tác dụng chân chính ngược lại không lớn, đối với địch nhân cường đại hơn mình, rất khó đối phó. Tần Vũ giải thích, tòa thần tháp bên trong trống không không có một vật, không giống Tần Vũ năm đó có được vạn thú phổ thì đã có yêu đế yêu vương lợi hại, điều đó thể hiện sự lợi hại của vạn thú phổ, nếu không có yêu đế yêu thú lợi hại, tự mình phải đi bắt thì vạn thú phổ còn lợi hại ở chỗ nào nữa. Nhưng để tòa thần tháp cầm chế được người hoặc yêu, ít nhất chính mình phải đánh bại hoặc làm trọng thương đối phương, khiến đối phương không thể phản kháng lại hấp lực của tòa thần tháp mới có thể. Dù sao tòa thần tháp hấp lực cũng không được coi là mạnh, cường độ hấp lực của tòa thần tháp cùng mức độ luyện hóa có quan hệ với thực lực của chủ nhân. Đại ca cầm lấy Tuyết Ti Thủ Sáo đi, Hầu Phí, Hắc Vũ nói. Tần Vũ cười lắc đầu, Tuyết Ti Thủ Sáo này coi như là nhị lưu linh bảo, mà ta đã có thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết Thần Thương, uy lực cũng không sai biệt lắm gần bằng nhị lưu linh bảo. Đó là một kiện thượng phẩm thiên thần khí mà Tượng Thần đại nhân tự hào nhất, không ẩn chứa Hồng Mông linh khí thì không phải là Hồng Mông linh bảo. Bình thường thượng phẩm thiên thần khí cũng có uy lực như tam lưu linh bảo, mà một kiện Tàn Tuyết này của Tần Vũ so với thượng phẩm thiên thần khí vẫn mạnh hơn một tầng. Nhưng thiên thần khí chỉ phân ba tầng, cho nên chỉ có thể xếp vào tầng cao nhất, không dựa vào Hồng Mông linh khí luyện chế ra vũ khí lợi hại như thế, có thể so với nhị lưu Hồng Mông linh bảo, cũng là nguyên nhân mà Sa Hồ Viên nhận định Tàn Tuyết Thần Thương là vũ khí mình tự hào nhất. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.